Em xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Một năm mới đã bắt đầu rồi. Nhà em lại lên một video để phục vụ các bác nhân dịp đầu năm mới. Đầu năm mới em xin kính chúc các bác một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công ạ. Hôm nay em lên video rất nhiều những loại giò hàng đang nụ các bác nhé. Để phục vụ các bác chơi Tết các bác nhé. Vâng, bây giờ em xin đi vào cụ thể từng loại luôn ạ. Vâng các bác ơi, đầu tiên là em xin đi vào loại hoàng thảo kèn ạ. Đây là hoàng thảo kèn mang mã số 1600K ạ. Đây này, khó cầm quá. Đây ạ. Đang nụ đây các bác nhé. Đây các bác nhìn nụ đây chưa? Đấy, nụ đây. Cả cành nhỏ nhất này cũng nụ này các bác này. Cành nhỏ nhất này cũng nụ. Đây. Một thân, hai thân, ba thân. Ba thân cả ngắn dài. Đang nụ như này, 600K. Mã số 1 các bác nhé. Và thảo kèn. Đặt xuống nhanh tí. Mã số 2 này. Mã số 2, 800K. Hoàng thảo kèn. Đây, em đếm xem là có bao nhiêu thân. 1 này, 2 này, 3. 3 thân. Đây, 3 thân đang nụ. Đấy, như kiểu này. Và một cái kỳ nhỏ nhỏ. Đây, 800K, mã số 2. Hoàng thảo kèn. Giò hoàng thảo kèn, mã số 3, 400K. Mã số 3, 400K. 1, 2, 3 mầm. Mầm này mầm ngắn các bác nhé. Mầm ngắn. Đây, 400K. Ngắn cũng đang nụ. Về chơi Tết thì quá đẹp luôn các bác ạ. Đây là những cái giò mà nó ra hoa sớm thôi. Còn đa số là vườn là chưa ra hoa các bác nhé. Mã số 4, giò kèn 1 triệu đấy ạ. 1 thân này, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân. 5 thân vừa vừa và một thân ngắn siêu siêu nhé. Đều đang nụ đấy các bác này. Đấy. Đều đang nụ như này. 1 triệu, mã số 4, hoàng thảo kèn. Nhanh lên tí vui. Đây, mã số 5, hoàng thảo kèn, 500K. Đây, các bác nhìn này. Đấy, nụ như thế này. 1 thân này, 2 thân. Giờ này có 2 thân nhé các bác nhé. Đấy, mã số 5, 500K. Giò hoàng thảo kèn mã số 6 này cũng có giá là 500K. 1 thân, 2 thân. Cái này 3 thân nhưng mà có 1 thân thì được tầm khoảng hơn 20. Còn 2 thân thì ngắn các bác nhé. Đấy, 500K. Cũng đang nụ đây. Mã số 6. Giò hoàng thảo kèn mã số 7 này có giá là 1 triệu này. Gồm 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân. 4 thân này nó cũng dài dài các bác nhé. Đấy, đều nụ cả. Đây, nụ như thế này. Đấy, 1 triệu mã số 7. Giò hoàng thảo kèn mã số 8 này. 1 triệu. Gồm 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân nha các bác nhé. Giò này có 5 thân. Một thân ngắn này. Đấy. Nhanh tay các bác lấy giò đấy nhé. Giò hoàng thảo kèn mã số 9, 1 triệu 2 này. Cái này thì gồm những cái nhiều thân dài hơn các bác ơi. 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân. 4 thân mà thân dài các bác nhé. Đây. À, 5 thân đấy chứ. Thân này ngắn hơn. 5 thân tất cả các bác ạ. 1 triệu 2. Thân đang nụ nhé. Giò mã số 10 này. Cũng 1 triệu 2 này. Một thân dài đây này. 2 này. 3 này. 4, 5 này. 6 thân tất cả các bác nhé. Ngắn dài các kiểu này. 1 triệu 2. Cái này bù cái kia. Rồi bây giờ em xin đi sang một số mặt hàng khác này. Đây là cái cục đùi gà này.
Đùi gà mang mã số 12 120k. Cái này thì thực ra là hàng nguyên bản nhưng dân họ mang về họ lại buộc thêm những cái dây lá tre vào. 120k đùi đùi gà tròn các bác nhé. Đùi gà tròn à. Rồi bây giờ em có một cái combo này. Combo này mã số 11. Combo mã số 11 em bán giá 200.000 gồm sơn thủy tiên này, một cục sơn thủy tiên này nguyên bản nhá. Một cục trúc mành này thuần này và một cái vân đa uyên ương, một khóm vân đa uyên ương có hàng kg đấy. Đây. Ba cái này em bán giá chỉ 200k chiên các bác này. Chiên các bác năm mới này. Mã số 11 nhé, 200k combo cùng ba loại như hình. Bây giờ em xin đi vào một số cái loại đùi gà đang nụ để bố ơi, đi vào đây. Đây, đây là giò đùi gà tròn mang mã số 23, 250.000. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa từ từ bố ơi. Xem các bác xem mặt hoa đùi gà tròn nở tại vườn nhà em nhé. Đùi gà tròn này. Đấy, mặt hoa rất là đẹp các bạn. Em vừa quay vừa cầm nên là nó rất là khó. Đây. Quá đẹp luôn các bác đúng không ạ? Thậm chí có những bông đùi gà tròn nó tím như kèn đấy các bác nhé. Đây. Đấy. Giò này thì bây giờ cũng không thể nhớ được mặt hoa rồi. Được rồi. Chưa bông giò đấy con quay lại nữa. Bố cứ cầm lấy. Bố là con bảo bố ấy thì. Mã số 23 là 250.000. Đây đùi gà tròn đấy. Đây nhé các bác nhé. Giò này là hàng đã tuần rồi. Mã số 23 250.000. Giò đùi gà tròn mã số 20 250.000. Giò này cây mập ú này và có thêm cả loại lụa vàng đang nụ đây các bác này. Đấy, 250.000 đây là giò 2 trong 1 đây này. Đấy, lụa vàng đang nụ. Cái đùi gà nó mới sưng sưng thôi, còn lụa vàng thì đang có nụ nhá. 250.000 mã số 20. Đây giò đùi gà tròn mã số 19 này cũng 250.000 hàng tuần này. Có cả rất là nhiều kỳ đấy. Đấy, kỳ đây. Đây những cái giò này thì nó mới chỉ các bác là nó sưng sưng để các bác nhìn thấy nó sưng sưng rồi thôi. Đấy, các bác miền Nam thì chắc chắn là kịp Tết rồi nhá. Đây. Đây là em đi vào một giò ngọc thạch này. Bố để như này. Giò ngọc thạch mã số 13 này, 250.000. Cái ngọc thạch và ý ngọc hôm nay em quay là những cái hàng ghép ổn định chưa phải là hàng thuần các bác nhé. Các bác miền Nam thì chơi Tết còn miền Bắc thì phải tầm tháng 3 mới có hoa. Ngọc thạch 3 màu mã số 13 250.000. Rất là nhiều thân tơ các bác ạ. Đây là giò ý ngọc này. Giò ý ngọc mã số 14 250.000. Ý ngọc với ngọc thạch đều là hàng ghép ổn định chưa phải là hàng thuần. Ý ngọc thì những video trước em bác cho các bác xem mặt hoa rồi nhá. Đây những cái thân trắng trắng tơ tơ này đều là những thân non các bác ạ. Giò này nó cũng lúc ra hoa nó cũng tầm khoảng chục hoặc là gần chục hoặc hơn chục tay hoa. Đây ạ. Giò mã số 21 này. Ý ngọc này. 250.000. Đấy các bác ơi. Chung là các giò thì thân hoa em ghép kiểu cách cây nó cũng tương tự nhau. Một cái giò này mà chơi Tết thì quá là ok mà giá rất là hợp lý các bác nhé. Đây tiếp theo đấy. Ý ngọc đấy. Ý ngọc mang mã số 29 250.000. Đấy. 250.000 giò này. Đây ạ, giò đùi gà tròn mã số 27 250.000. Em quay cho các bác này. Đây các bác ơi. Nụ sưng sưng như này nhá. Đấy, chơi hoa Tết. Đùi gà tròn này hoa rất là bền, đẹp. Rất là nhiều bác thích. 250.000 mã số 27. Đây giò đùi gà tròn mã số 16 này. Mã số 16 250.000. Đây các bác ơi. Đây nụ nó kiểu sưng sưng như này thôi nhá. Nó cũng chưa chưa được to, nó sưng vừa vừa thôi. 250.000 mã số 16. Giò đùi gà tròn mã số 17 250.000. Đây các bác ơi. Những cái thân này nó sưng sưng kiểu như thế này.
Thực ra là các bác nhìn cái giò này thì các bác sẽ nghĩ là hàng cái giò này nó không không có lá mấy thì chắc chắn là không đẹp, nhưng mà thực ra chính những cái giò mà ít lá này hoa rất là sai các bác nhá. Đấy. Trông thế này thôi mà lúc ra hoa này rất là rực rỡ. Mã số 17 này, 250.000 các bác nhá. Đùi gà tròn. Đùi gà tròn Mường Tè Lai Châu các bác nhá. Lấy búa xách nhanh lên cho con này. Kệ nó. Không cần phải theo thứ tự. Mã số 24 này, 250.000 đùi gà tròn này các bác này. Đấy. Đây nụ sưng đây các bác nhá. Đấy. Đấy, nụ sưng sưng kiểu như thế này. 250.000. Mã số 24 đùi gà tròn các bác nhé. Đây mã số 18 cũng 250.000 đùi gà tròn này. Đấy. Nhưng cái này nó chỉ gọi là hơi hơi sưng sưng thôi các bác ạ, đùi gà tròn này. Rồi. Bây giờ em đi vào một số cái loại da báo, da báo đang nụ các bác nhé. Da báo thì bán đồng giá 250.000. Mã số 15 250.000. Bố từ từ, con đã quay được đâu. 250.000 này. Sẽ quay kỹ cho các bác xem nụ đấy. Đấy, hoa da báo thì rất là bền. Ở những video trước em cho các bác xem rất là nhiều mặt hoa da báo. Da báo hoa bền phải tầm 2 tháng các bác nhé. Hoa bền màu vàng thơm. Và cây này cũng rất là dễ chăm. Đây ạ, mã số 26 này. 250.000 da báo đấy. Nụ đây. Đấy. Đấy, những cái hàng này thuần khá lâu rồi các bác ạ. Da báo mã số 22, 250.000. Các bác ơi, nụ đây. Nụ này chơi Tết thì quá là thoải mái các bác nhé. Rồi bố. Đây giờ da báo mã số 30. Giò này là trồng trên chậu nhựa các bác nhé. Chậu nhựa đen đấy ạ. Đấy. 250.000 mã số 30. Nụ đây, nụ ẩn mình trong kẽ lá đây. Mã số 30, 250.000. Rồi da báo tiếp theo. Da báo mã số 25. 250.000 đây ạ. Bố cứ để im đấy, con khác quay bố không phải chỉnh. Đây nụ đây các bác nha. Đấy. Cái giò này là để chỗ nắng nhiều nên lá nó vàng vàng ạ. Còn đây là giò cái gì nhỉ? Hương vani. Hương vani đây là toàn cục nguyên bản các bác nhé. Toàn cục nguyên bản em đặt trong chậu nan nhựa. Mã số 28. 250.000. Rất là đẹp. Hương vani. Hoàng thảo hương vani. Dòng lan ưa khí hậu nắng nóng nhé. Hoa thơm như mùi bánh đậu xanh. Tiếp theo là em sẽ lên một giò cáo. Dáng hương đuôi cáo. Mã số 31. 250.000. Đây em cho ăn nắng nhiều nên là lá nó sẽ không xanh mà nó hơi màu kiểu màu tím tím nha các bác nhé. Đấy, đây là giò ăn nắng rất là nhiều. 250.000. Dáng hương đuôi cáo. Trồng trên chậu dớn. Mã số 31 ạ. Đây ạ. Rồi ạ. Đây là giò hài lông, hài vệ nữ các bác nhé. Mã số 32, 250.000. Em bán rất là rẻ này. Chiên các bác này. Giò hài lông này trồng trên chậu đất nung các bác ơi. 250.000. Hài lông, hài vệ nữ. Mã số 32 nhé. Hôm nay em cũng có một giò hài lông. Giò hài lông này đang có nụ, giò này nhỏ nhá. Mã số 40, 150.000 ạ. Đấy các bác nhìn thấy cái nụ chưa? Những cái hài, dòng hài này nói thật với bác là hoa quá bền luôn. Giò này chỉ có 150.000 thôi nhá. Nhanh tay các bác lấy giò này, rất là đẹp này. Rẻ, giò này nhỏ nên là bán giá kia, còn cái giò to hơn kia thì chưa có nụ ạ. Đây ạ. Đây tiếp theo là một giò dáng hương đuôi cáo, mã số 39, 200.000. Đây các bác nhìn, ăn nắng nhiều lá nó như kiểu cáo lửa luôn nhá, đây này. Các bác nhìn thấy không? Cây rất là khỏe các bác ạ. Đấy. Lan nhà em thì các bác mua về rất là dễ chăm nhá. Nhìn nó không không bóng bẩy đâu. Thế nhưng mà sức sống của nó rất là khỏe vì mình cho cái trải nghiệm cái môi trường cũng không chăm bón nhiều nên là các bác về rất là dễ chăm. Mã số 38 dáng hương đuôi cáo cũng 200.000 các bác này. Cái giò này cũng rất là đẹp. Các bác nhé. Cái giò 250 kia thì nó rất là nhiều cây. Cái giò 200 là cây nhỏ hơn. Tiếp theo này. Em đây là cái giò vũ nữ Mitoria mã số 37 200.000. Đấy. Vũ nữ Mitoria. Một dòng lan dễ chăm sóc này. Xanh quanh năm. Và hoa cũng rất là sai.
Đây em có một giò kiều vàng này. Giò kiều vàng mã số 36 200.000. Giò kiều vàng mã số 36 200.000. Trồng chậu dớn các bác nhé. Đây. Đây hôm nay em có một giò hoàng mai anh. Giò hoàng mai anh này hoa rất là bền các bác, hoa ra vào mùa hè nhá. Mã số 35 em bán giá 150.000 thôi. Đây ạ. Đấy. 150.000. Bố cầm như này con quay cho các bác nhìn. Đấy, 150.000, mã số 35 các bác nhá. Hoàng Mai Anh. Một dòng hoàng thảo. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh, giá cũng rất là hữu nghị. Bố cứ quay từng giò một thì mới thấy được chứ. Rồi. Giò em lên tiếp theo. Đây là giò hoàng thảo thập hoa nhá. Hoàng thảo thập hoa mã số 33. Em bán giá cho các bác chỉ có 150.000 thôi này. Các bác này. Đấy. Đây các bác, lên mầm rất là nhiều, cũng mới tuần được vài tháng thôi. Đây này, đang ra rễ bám chậu nhá. Lên mầm rất là nhiều, 150.000 này, mã số 33. Em cũng chỉ có hai giò hoàng thảo thập hoa thôi. Mã số 34 này, hoàng thảo thập hoa 150.000. Đây là cái bông hoa trái mùa đấy các bác nhé, mặt hoa nó như thế này. Đấy. Đấy các bác nhé, mặt hoa của hoàng thảo thập hoa. Các bác ơi, hôm nay em lên vườn, em phát hiện ra là ở vườn em, tại vì ông chồng em cũng phun cái thuốc kích hoa đấy, nên là có một số giò hạc vĩ nó đang có nụ cho các bác về chơi Tết các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa ạ? Đấy, đang có nụ như thế này nhá, là các bác kịp chơi Tết thoải mái luôn. Và em lúc có nụ và chưa nụ thì em cũng đều bán giá như nhau thôi các bác nhé. Đấy các bác này. Đấy các bác nhanh tay chọn những cái giò hạc vĩ như thế này về chơi Tết. Quá là đẹp thôi. Nó chỉ tầm khoảng 200-250 nghìn. Nó cũng bằng một cái lãng hoa của các bác chơi Tết. Nhưng mà chơi xong các bác được chăm quanh năm, sống quanh năm và cứ ra hoa liên tục vào mỗi dịp gần xuân đến nhé. Đây, giò hạc vĩ mã số 41, 250 nghìn các bác này. Đấy, để em đếm sơ sơ xem bao nhiêu tay hoa nào. Cả ngắn cả dài nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nói chung nó cũng tầm khoảng hơn chục tay hoa các bác ạ. Đếm thì nó lâu đấy các bác nhìn này. Đấy, đây ạ. Nụ đang sưng sưng như thế này rồi. Về các bác chơi Tết quá là ok luôn nhá. Đây các bác nhìn thấy chưa ạ? 250.000 mã số 41. Hạc vĩ là một dòng lan, nói chung là rất là dễ chăm. Với cả những bác mà không có thời gian hay phải đi công tác nhé các bác nhé. Rất là dễ chăm, dễ sống, phù hợp với nhiều cái dạng khí hậu cả miền Bắc, miền Nam. Hoa sai lắm các bác ạ. Đây ạ. Đấy, giò hạc vĩ nhà em. Giò hạc vĩ nở ở vườn nhà em đây, hoa sai lắm. Để em tìm. Đây các bác, cái cảnh mà nó hoa nó quay gần đến chụp gần đi các bác nhé. Hoa rất là đẹp. Giò hạc vĩ mã số 42 này, 250 nghìn. Tất cả những cái giò hạc vĩ em quay hôm nay đều đều đang sưng nụ lên rồi các bác ơi. Các bác nhanh tay chọn lấy một giò về chơi Tết nhé. Mã số 42, 250 nghìn. Đấy, tất cả những cái cành trắng trắng đấy đều là cái thân tơ chuẩn bị nở hoa rồi cho các bác ngắm rồi ạ. Mã số 43, hạc vĩ 250 nghìn các bác này. Đây, em sẽ quay cho các bác xem. 250 nghìn mã số 43 đây. Đây, nụ nó đang sưng sưng lên đây. Đấy ạ. Đấy. Các bác nhá, mã số 43 250 nghìn. Cứ tầm khoảng chục tay hoa. Hoặc hơn chục tay hoa cũng có. Đây giò này cũng đẹp này các bác này. Mã số 44 250 nghìn hạc vĩ này. Giò này thì hoa nó chia đều ra này. Đấy, những cái cành trắng trắng mà em đang cầm này, các bác nhìn thấy nụ chưa ạ? Đây, em sẽ quay cận cảnh cho các bác nhìn này. Đây nụ đây các bác ơi, hạc vĩ năm nay á, nói chung là mọi năm cũng kích mà nó không ra hoa, năm nay khí hậu nó ấm áp hơn. Ít cái đợt lạnh nên là nó nở sớm hơn các bác nhá. Đấy ạ. Đấy các bác dinh ngay một giò này về chơi Tết. Đây còn vài giò hạc vĩ nữa. Đây giò hạc vĩ mã số 45, trồng trên chậu dớn này ạ. Mã số 45, 200.000. Đây các bác, 200.000. Đây nụ này các bác này. Đấy cái này cành cái giò này nó còn chia nụ ra như này rồi. Giò này thì ít cây hơn những cái giò 250 một chút nhá. 200.000 mã số 45. Đây ạ. Giò mã số 46, 200.000. Đấy các bác nhá, cho các bác nhìn. Mã số 46 200.000 hạc vĩ. Nụ sưng đây các bác nhìn thấy chưa?
Đấy, cứ như thế đấy nhá. Mã số 46, 200.000 Hạc Vĩ Bắc, Hạc Vĩ Lai Châu, mặt hoa nó rất là đẹp các bác nhá. Nó không như Hạc Vĩ Lào là hoa nhỏ với lại mặt hoa nhợt nhạt lắm. Mã số 47 vẫn là Hạc Vĩ Bắc này, 200.000 các bác này. Đây nhá, cái cành này còn lá ở đây mà vẫn có sưng nụ lên như này các bác nhé. Chơi Tết thì thoải mái luôn. Rồi bây giờ em có một giò Phật Ngọc, Hoàng Thảo Phật Ngọc, cũng là một dòng lan ưa khí hậu nắng nóng hàng thuần các bác nhé. Mã số 48, em bán giá 150.000. Đây này, 1, 2, 3, 4. Nó có 4 cành nụ và mấy ki này. Còn thêm hình như là một cây này là của Hạc Vĩ nữa. Đây, Phật Ngọc các bác nhé. Phật Ngọc thì các bác search Google hộ em xem mặt hoa với. Tại vì em một tay cầm máy, một tay cho xem ảnh nó rất là khó, nó không tiện. Mã số 48, 150.000 Hoàng Thảo Phật Ngọc nhé. Bây giờ em sẽ đi vào trong nhà để quay giới thiệu với các bác một số cái loại lâm sản hàng khô của nhà em nhé. Em chỉ quay một số thôi, mỗi video giới thiệu một số loại. Thực ra nhà em còn rất là nhiều loại. Ở trong Zalo em cũng đăng rất là nhiều bài rồi các bác ạ. Đây, đầu tiên em muốn giới thiệu với các bác đó là món miến rong. Miến rong làm từ cây rong giềng các bác ạ. Làm từ củ rong giềng, quên lại, làm từ cây. Làm từ củ rong giềng. Đây, sợi miến dai không bị nhũn nát, ăn rất là ngon, không bị trương. Ngon lắm các bác ạ. Khách nhà em mua 1 cân về ăn thử, sau đó gọi điện đặt hàng chục cân luôn nhé các bác ạ. Rất là ngon. Các bác lấy lẻ 1 cân là em bán là 100.000 một cân, 100.000 một cân thì em ship toàn quốc. Ship code nha các bác nhá. Và các bác nào lấy nhiều thì em sẽ giảm giá cho các bác nào lấy xỉ thì cũng gọi điện cho em nhé. Ở đây vẫn là các mặt hàng như em này, tinh dầu xả các bác nhá. Tinh dầu xả. Các bác lấy một chai thì là 250.000. Còn các bác lấy nhiều thì em sẽ giảm giá cho các bác. Các bác lấy xỉ giá rất là đẹp nhá. Đây là cây xạ đen xìn hồ ạ. Lá này, lá và thân. Đây, lá, vừa lá vừa thân của cây xạ đen xìn hồ. Đây, tác dụng đấy ạ. Giải độc mát gan, trị u bướu mụn nhọt, để cầm máu cầm vết thương. Đây, cách dùng sắc nước uống hàng ngày. Với những cái bệnh nhân mà điều trị ung thư các bác nhé, hay dùng cái loại này để đun nước uống hàng ngày, để ngăn chặn khối u. Còn đây là đặc sản của óc chó Tây Bắc. Đây, tác dụng của nó đấy ạ. Óc chó làm món sữa óc chó rất là ngon, rất là tốt cho bà bầu, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai nhé. Cả nhà uống rất là ngon. Bộ 1 kg óc chó này em bán giá là 120.000 óc chó khô nhé các bác nhé, để thoải mái. Đây, hôm nay em giới thiệu với các bác cái món rượu xoa bóp bọ cạp Sapa. Rượu xoa bóp bọ cạp Sapa thì em thường đóng theo cái túi. Túi combo là 2 chai như thế này, là 120.000 2 chai. Còn các bác mua 1 chai em cũng tách ra bán. 1 chai này là 60.000 các bác nhé. Đây, công dụng đấy ạ. Đấy, thành phần này, công dụng trị đau lưng, vôi hóa cột sống, đau thần kinh tọa này. Với những ai bị đau lưng, đau xương khớp này, rồi thì trúng gió nhé, té ngã bầm tím. Đây, cách dùng đây, xoa bóp đây. Toàn làm từ những cái cây lá tự nhiên đấy các bác ạ. Thế nên là nó rất là an toàn. Đây, rất là rẻ thôi. Đây các bác nhé, 60.000 một chai, 2 chai là 120.000. Còn đây là bánh khẩu trí chọt, đặc sản vùng cao làm từ gạo nếp đấy ạ. 100.000 1 kg bánh khẩu trí chọt. Đây các bác nhé, các bác mua nhiều như em thì đã quá quen rồi. Còn đây là món táo mèo khô. Các bác ơi, cái táo mèo này là đây là làm phơi toàn bằng những cái quả táo chín các bác nhé. Táo chín phơi khô. Táo chín phơi khô đấy ạ. Đấy, táo mèo cho các bác ngâm rượu uống Tết đây. Em đóng theo túi 1 kg. 1 kg này là em bán giá là 100.000 nhá. Còn các bác mua xỉ thì cũng gọi điện cho em. Hôm nay thì các bác chốt hàng thì các bác sẽ nhắn tin hoặc gọi cho em theo cái số điện thoại 0367458555. Vì hôm nay là ông xã nhà em không có nhà, thế nên là chốt hàng theo cái số điện thoại của em các bác nhé. Các bác mua gì thì nhắn tin và gọi điện cho em. Em xin chào và cảm ơn các bác đã xem video ạ. Em xin chúc các bác một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn ạ.